Rồi em xin chào tất cả anh chị em hiệp 3 của đêm ngày 15 nha anh em. Đêm nay hiệp 3 thì em lên cho anh em một lô áo dày, hay còn gọi là áo khoác ấm M65, rồi là áo hải quân, rồi áo từ lưa tuyết lướt hết, áo khoác dày. Bên em thì bán hàng ship hàng toàn quốc, nếu anh em mà ủng hộ em thì khách mới em xin cọc 50.000. Anh em đồng ý thì ủng hộ ha. Em xin cảm ơn. Và bây giờ là một con M65 dây cổ nhựa, thân đồng cổ nhựa nha em, hàng chuẩn cấp phát cho lính Mỹ. Con này size medium short 70 đến 80 kg. Con này short sao dài thế, chắc long đấy chứ, dài 84, medium long. Con này là medium long nha anh em. Ai cao 1m74 trở lên mới vừa nha, 70 đến 80 kg. Áo này á, thì báo cáo anh em dơ. Ở đây dơ ạ. Anh em nhìn thấy dơ cái phần này không? Bán anh em con này bèo như bánh bèo. Bán rẻ bèo như bánh bèo nha. Cái đầu khóa này anh em nhìn kỹ giùm em, cái đầu khóa này. Đầu vào như vậy, đầu khóa. Rồi ống tay nha, vết gấp nha anh em. Nói chung con này là xuống đều màu, nhưng cái phần chỗ này hơi bạc chút. Anh em nhìn thấy đây bạc không ạ? Cái khúc này nó hơi bạc chút nha. Rồi qua ống tay này, chỗ này cũng dơ này, ống tay này nó hơi dơ. Anh em coi giặt được thì giặt nhá, giặt được thì chốt. Em like vậy mà em muốn ngộp mất. Đây này, nó dơ, dơ hầy nha anh em. Còn cái đầu vào của nó, đầu khóa này bằng đồng. Em bán con này 500.000. 500.000 mã 31. Ai chốt được thì tranh thủ chốt giùm em nha. 500.000 mã 31. Long người cao phải 1m74 trở lên mới vừa nha anh em. Với người cao 1m74 mới vừa. Còn dưới 1m74 là khỏi bẩn quần luôn đấy. Tiếp một cái lót này là không biết lót gì ta. MVS US. Con này là giống cái áo lót của Pháp. Giống cái áo lót của Pháp. Áo kia đâu ta? Có một cái áo lót. Nhưng mà anh em không cần bẩn cái áo lót kia, bẩn con này đủ ấm nha. Nó giống y chang cái con áo không quân này. Giống ở trong một lớp lông nha nhé. Giống ở con áo không quân ấy. Em bẩn vào thử nha. Có cái đây là một cái lỗ rồi anh em, lỗ này không chơi, mạng lại luôn. Mạng lại may một cái tem US Army lên đây. Che lại cái lỗ và đẹp. Thành một con áo khoác rời. Có lông, có cổ. Giống áo giả nha em. Dài luôn. Nó cài nút ở đây này, nó có nút. Nút của nó cái này là phải đổ nút rồi. Nó chơi hai nút, hàng nút này nó đơm vào áo thôi. Anh em phải đổ hàng nút đục lỗ cho nó chui qua, kêu thở nó biết làm ha. Có mũ mũ liền nha anh em. Con này ai chốt cho em 500.000 mã 35. 500.000 mã 35. Tiếp một con áo không quân. Không quân dòng này là ruột liền nhá. Áo liền ruột luôn, chứ không có rời nữa. Nó có bo này. Nó là ba lớp. Độ ấm chỉ có tương đối thôi chứ không có tuyệt đối. Độ ấm chỉ cho xe lạnh thôi chứ không có thể lạnh cực lạnh được nha anh em. Hàng không quân. Đấy, hàng chuẩn Mỹ nha anh em. Không quân. Vai lấp lăng. Con này dài áo của nó là 78. Cái cổ nó hơi dơ một chút này. Đó, cái cổ hơi dơ nha. Cái này về anh em giặt em cái. Nó là size... Đọc không được. Không đọc được rồi. Size large, It's long. Áo này là nó bẩn bo dông á. Áo bo á. It's long, anh em nào cao 1m8 trở lên này. It's long là vì cái dòng này giống áo Philos thông thường là bẩn bo này anh em. Nhưng mà nó ít lon, nó dài như vậy thì ai anh em canh số ký của mình nhá. 400.000 mã 33. Áo này là
bề ngang số ký chỉ có 70 đến 80 ký thôi. Nhưng mà báo cáo anh em con này này, ở trên vai dính một cái vết keo gì á. À, cái này nó màng lại nhá. Trên cái bả vai nó bị lủng một lỗ rồi, cho nên nó vá, nó màng chữ L. Áo này màu xanh, xanh đen. Màu đen mà đen, đen xanh xanh thôi. Đây dính một chút dơ này. Nói chung là con này chỉ bị một phát ở bên này. Chốt cho em nha em, anh em 400.000 mã 33. Rồi tiếp một con M65 Rần Ri. Con này nhìn mặt đẹp này. Dây nhựa, cổ nhựa, thân nhựa, cổ nhựa. Đẹp trai. Size của nó là medium railer. Chỗ này cắt tem bị rách một phát. 70 đến 80 kg, cao 1m7 đến 1m74. Dài áo 80 ạ. Dài áo 80, con này xanh nhiều nhá. Đẹp. Ở dưới tà này nó bị chuột lên nhâm mất chút này. Nhâm mất chút ạ. Đó. Con này dây trên dưới đầy đủ hết. Con này rất là mới luôn, nhưng mà nó bị nổ mấy phát này này. Em nhìn thấy mấy phát nổ lâm tâm. Cái đầu này nó bị nổ ấy nhé. Cái đầu ống tay là nó hớt, nó cắt bá cái chữ V đây, nó cắt bỏ đi. Nhưng mà áo rất là mới. Bên này thì không có. À, cắt đâu mà cắt. Xin thưa là anh em ở đây lủng một lỗ này này. Xin báo cáo anh em là con này đời sau này không có V, không có cái la này, mà bên này nó bị rách. Ủa sao kỳ vậy? Ủa sao em như kiểu bị ma vậy ta? Đây, ống tay bên này chỗ này là nó bị tưa, chứ không phải là nó cắt. Em tưởng nó cắt cái chữ V này rồi. Rồi sau đều đẹp hết anh em. Nói về đồ mới, con này thì rất là đẹp luôn. Chỉ tiếc một cái là cái cổ của nó thiến bá mất khúc cái này rồi. Nó thiến cái khúc này, không biết nó thiến làm gì không biết. Mấy cái lỗ lâm tâm nữa ha. Size nhỏ này, 70kg trở lại. Ai chốt con này 500.000 mã 32. Áo nhìn đang còn xanh mướt luôn này. Rất là mới. Ai mà chấp nhận những mấy cái lỗ này thì cứ chốt con này giùm em nhé. Đẹp quá. Rồi tiếp một con này M65 khúc cây. Con này là satin nhé. M65 này satin nhé, chất vải satin. Lucky Cookie Salad Made in Korea. Con này của Hàn Quốc. Korea. Alo. Con này dài áo 80 ạ. Hai lớp nha anh em. M65 bình thường ha. Nhưng mà lá cây rừng. À, khúc cây rừng. Ở đây là nó bung chỉ ra về đạp lại giùm em cái. Dây kéo đồng nha anh em. Dây kéo đồng. Đầu vào đầu ra. Rồi. Áo này, đồ Hàn Quốc nha. Core là Hàn Quốc nha. Cái V ống tay này. Nói chung con này đều màu đẹp. 96% trở lên. Con này hơi bị lạ một chút nha. Hàn Quốc mà có con này em cứ tưởng của Mỹ à. Của Mỹ nó có con như vậy luôn anh em. Y chang với luôn. Chỉ có cái tem là của quân đội Mỹ thôi. Thằng này nó là dòng satin bẩn mùa hè. Cái dòng này cực mát. Rồi ai chốt con này 600.000 mã 41. 600.000 mã 41. Tiếp một con này của không quân mà nó dính sơn này. Sơn đầy luôn nhá. Sơn này. Dính sơn này. Te tua. Cái dòng này là suông, không có bo. Dài áo 76. Con này chuẩn Mỹ nha anh em. Size 43 này. Con này của Mỹ ạ.
Nhưng mà áo ở trong thì có một lớp nỉ này, còn cái ngoài là chất vải mềm, nhưng áo không có được mới nữa, không được mới nữa nha anh em. Lai vai hiệp mà đơ cái cổ quá rồi, nói to quá liệt. Anh em dòm sơn này, con này làm sơn. Con áo này mà nó không bị sơn hơi bị đẹp luôn. Con này đẹp. Ống tay này, chỗ này anh em đưa dao cắt giùm em cái. Bo còn ngon lành nhá. Nhưng mà đây nó bị nổ mất chút rồi. Cái dòng suông này á, nó làm cho cái phọc mỗi người có một, có đôi người người ta rất thích cái form này. Bên này là dây kéo à. Đây có hai túi, trên này hai túi. Cái này có mấy anh mà tầm 60 tuổi rất thích cái form này, này. Rồi con này là 70 đến 80 kg. Chất vải rất là mềm mại, nhẹ nhàng, bệnh lao động vẫn ok. Vì nó mềm và nó nhẹ chứ nó không phải là loại dày kia. Rồi con này 400.000 mã 40. Chủ con này mà 400.000 nữa. Thôi em bán con này anh em 200.000 mã 40. Cho nó lẻ luôn, cho nó ra đường cho nhanh luôn. 400.000. Mã 40. Tiếp cái con này là cũng là cái ruột của áo gì á, cái ruột của áo gì ở trong nguyên cái lông này, không? Áo mùa đông anh em. Này không biết áo gì luôn, nguyên cái lớp lông này. Ống nha, một lớp thôi. Màu xanh. Bụi quá. Con này 80-90 kg. Bụi lắm. Anh em có thể bật lật ra mặt này cũng được, mặt nào cũng được hết. Con này là 80-90 kg. Ai chốt con này, con này màu xanh, xanh ô liu nha. 400.000 mã 39. Tiếp một con này ghi lê. Áo ghi lê anh em ạ. Dòng này bận được hai mặt ạ. Cái đầu khóa này nó đi vào trong và ra ngoài được á. Ui giời, nó hơi rít chút. Nó hơi rít, dây kéo một chút. Đấy anh em bận có thể mặt này cũng được và mặt này cũng được ha. Con này thì Mark in Taiwan. Nghe chữ Taiwan là hết hồn nha. Dài áo 70. Ở bên hông này cái tà bên này nó một tà cao tà thấp này. Giống cái áo của em là như thế này này. Thấy không? Taiwan nha bà con. Phao 3 lớp. Con này là 3 lớp. Đó, bẩn rất là ngầu nha. Bẩn con này là một cái phong cách như kiểu là hơi quầy quầy đây. Rồi 90 kg. 80-90 kg. Con này là 90 kg trở lên, nhưng có 80-90 gì nữa hết. Ai chốt con này nói gì, con này bẩn như vậy cũng được. Em 55 kg bẩn có được không? Rồi chốt cho em 400.000 mã 38. Mới 98% nha. Mới 98% nha nhé. Tiếp một con M65 rằn ri, thân đồng cổ nhựa, đời tem trắng, size small, rêu lơ, tem trắng anh em, nó bụi lắm anh em ơi. Em đứng live mà một tiếng đồng hồ là em ngục chết luôn á. Dài 83. Thân này thì xuống đều màu, gọi là dơ đều màu đi. Đây, dây kéo hơi bị đẹp nhá. Con này nó dơ lắm. Về giặt phát cho đẹp này. Giặt cái cho nó đẹp trai em cái này. Cái đầu khóa thì nó như thế này nhá. Rồi, con này ta cho 93-94%. Nó đều màu, chất vải mềm, không phải vải thừa ngang. Em bẩn vào không chịu nổi ạ. 70 đến 80 kg. Chốt cho em 500.000 mã 34. 500.000 mã 34. Tiếp một con lá cây rừng nữa nha anh em. Con này áo ấm mà chui. Áo này là áo chui ấm.
nó một đống lớp ở trong là phao dày kịch kịch như cái mền đó. Dày kinh kịch, áo rất là mới luôn, chết mất thôi. Dài áo của nó là 71, bề ngang là 90 ký, bề ngang của nó là 68, là 85 ký thôi, 85-90 ký nha anh em, vì cái này không có co giãn gì hết. Nhưng mà cái cổ của nó thì chui được này. Cổ của nó chui được nha nhé. Nó tới đây thôi, không có xuống nữa nhá. Mới, rất là mới luôn. 80 ký là chui được, còn 90 ký em sợ chui không được vì nó không co giãn. Con này là chuẩn của Mỹ luôn. Con này của Mỹ luôn ha bà con. Em bán con này 400.000, mã 37. Tiếp một con lễ phục này. Tiếp một con áo lễ phục màu xanh, xanh đen. Vai của nó là 48, dài áo 74. Cho anh em xem cái cúc của nó nha. Cúc là một cái vương niệm. Con này vương niệm thì đâu có phải là của Mỹ đâu. Size 40, 100 won, Made in USA, của Mỹ luôn này. Con này của Mỹ à. Vương niệm là... Phải vương niệm, không phải vương niệm đâu anh em ơi. Em đọc tào lao. Con này là một con chim. Úi giời ơi, 10 mấy cái sao, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 sao nhá. 13 sao là hàng thế chiến. Nút áo mà em kêu là này bằng kim loại anh em. Cái nút mà xương cá, áo xương cá là 13 sao. Thằng này 13 sao luôn này. Cái hàng mà thế chiến là 13 sao nhá. Con này hơi bị đỉnh đồi đây. Em cho em đọc cái con này phát coi. USA 100 won. Con này là không có đời rồi. Tem ở trong túi áo nha anh em. Thế chiến nha anh em. Nói về nút sao là phải nói về thế chiến. Chất vải nó giống như vải bố ạ. Vai 49, dài 73. Áo còn đẹp nha anh em. Lên nhìn con áo cùi cùi như vậy ạ, bẩn lên cái phọc của nó đẹp tuyệt vời. Nhìn nó cùi cùi nhá, chứ không có cùi đâu. Đó. Con này chỉ được 70 ký thôi. Nút này bằng kim loại nhưng mà màu như kiểu bằng nhôm hay bằng gì á. Rồi, ai chốt con này chốt cho em 500.000 mã 36. 500.000 mã 36. Tiếp một con M43. Tiếp một con M43, vai của nó là 43 luôn. Vai 43 dài 67 ạ. M43 tem cổ nó mất rồi. Con này của Mỹ nha anh em. Ở thân này á, chất vải thừa ngang. Nó là đời đầu của thằng M65 nha anh em. Nó là ông nội của thằng M65 á. Đây nó dính một chút sơn này. Áo này đang đẹp lắm, Vela này. Con này đang một chất lắm à. Đây một vết sơn này. Đằng sau này anh em nhìn thấy chỗ này có cái chữ gì không à? XX. Nó viết gì á? Không phải là bì dơ này, nhưng mà nó viết như mấy cái thằng áo hải quân á. Đây, Vela nha. Đây dính một hàng sơn ở ống tay này. Sơn này là sơn nước, không phải sơn cứng đâu. Ui, anh về rồi hả? Sao mịu mạo vậy? Ba đập con hả? Sao? Sao khóc? Mua thay đồ đi. Cái này nó dính một chút sơn này anh em. Hai chấm nha. Thực sự con này đẹp lắm. Áo này để em bận vào xem nè.
Áo này anh em nhỏ con thôi. Áo này là áo của nữ. Nếu mà nam bẩn thì tay phải ngắn mới vừa nhá. Tay này nam vừa. Rồi con này là 70. 70 đến 78 ký. 70 đến 78 ký M43 nha anh em. À M này là hai túi dưới, hai túi trên không có à. Hai túi trên này nó may giả nha anh em. Hai túi trên đều hai túi dưới, áo quần nữ nha anh em. Rồi, áo còn 97-96%. Chỉ có cái là tôi nó dính mấy vết sơn này thì về cào cho mấy bà cái. Đây, thực sự con này rất là đẹp. Rất là đẹp. Chốt cho em 2 triệu mã 46. 2 triệu nha anh em. Mã 46. Đẹp quá. Tiếp một con M65 màu đen ạ. M65 màu đen. Con này là của Corê, không phải của Mỹ. 2X lát anh em, 100 đến 110. Dài áo 85. Corê Hàn Quốc. Màu đen thui thui lùi. Ở đây dính một chút dơ nhẹ nhẹ nhá anh em. Chỗ anh em mưa, ở đây mưa rồi anh em ơi. Áo này đều màu và đẹp nha bà con. Rất là đều luôn. 96-97%. Size 2X lát 1X. 1 lát là 90 ký. 1X là 100 ký. 2X là 110 ký. Rồi, con này của Hàn Quốc, size khác Việt Nam, size Mỹ nha. Con này của Hàn nó khác với size Mỹ ạ. Mở cái dây này nó gút cha rồi em không có mở ra được cho nên là mà nó không vậy thôi à. Rồi ai chốt con này chốt cho em 600.000 mã 44. 600.000 mã 44. Tiếp một con M65 nha anh em. Con này núc bóng của thằng Cúc Nội luôn này. Cái thằng mà áo túi chéo đây này. Nếu mà chuẩn Cúc Nội của nó là phải Cúc này nha anh em. Anh em lưu ý cái này là tiền là em nói luôn à. Nó là túi chéo đời búp lên nhưng mà chưa được Cúc Nội. Cái này ông thích quá ông lên Cúc Nội. Ông mổ cho nó ra. Nhưng mà Cúc Nội phải có cầu vai. Con này chưa có cầu vai. Nhưng mà nếu mà là Cúc Nội thực sự thì cúc của nó phải bóng như cúc này này. Cúc Nội là phải bóng như cúc này nhá. Chứ không phải là buồn buồn như cúc đời sau này đâu. Nếu mà được Cúc Nội. Anh em mà lỡ mà mua áo Cúc Nội, nếu như sợ người ta lừa, sợ có thật hay không, thì anh em nhìn trên con áo của con Cúc Nội là phải cúc bóng. Cúc bóng nha. Con đó mới là chuẩn Mỹ. Còn cúc mà nổi nhưng mà không bóng thì con nó là của Đức hay là của thằng Nhật hay của thằng nào, không phải của Mỹ đâu. Anh em cứ nghĩ là mua được đồ cúc chéo, túi chéo nhưng mà không phải của Mỹ đâu. Của Mỹ nó không bán cho anh em giá đấy đâu. Rồi, size medium roller. Dây kéo đồng, cổ đồng. 70 đến 80 kg, cao 1m7 đến 1m74, dài áo 83. Con này màu cổ úa. Dơ. Cái dây kéo đầu vào của nó này. Dây trên, dây dưới còn, dây trên mất tiêu. À. Cái tay gấp của nó này anh em. Nói chung con này màu cổ úa. Tương đối được. Tương đối được nha anh em. Ở đây nó bị dơ một phát nữa này. Con này tầm 93-94%. Đây, dính một chút dơ đây nữa nhá. Đây một chút dơ nữa. Nếu như không có dơ thì con này nhảy qua là 95% rồi đấy. Cả cái cổ của nó cũng dơ này. Đấy. Rồi. Em bật lên anh em dòm nhá. Nó rất là đều màu. Rất là đều màu, chất vải mềm và mịn. Rồi ai chốt con này thì chốt giùm em ạ. 1,5 triệu mã 45. 1,5 triệu mã 45. Tiếp một con M65 rần ri nữa nha anh em.
dây kéo đồng cổ nhựa, nhưng mà sao mà hơi rít rít à. Con này dây kéo sẹt cô view anh em ạ, sẹt cô view nhá. Đầu vào đầu ra thì ngon lành. Tem của nó là medium roller, tem dơ luôn anh em, 70-80kg và cao 1m7-1m74. Cổ hơi dơ này, nói chung con này là dơ từ A tới Z hết. Dài áo 80, con này nâu nhiều anh em, nâu nhiều. Con này em chuẩn bị ngộp, con này là ngộp luôn, nó dơ hầy cái áo này. Dơ này là giặt được. 600.000 mã 43. Con này là chất vải pha saten anh em. Hôm giờ em bán ô liu có pha saten, giờ con này rần ri pha saten. Mềm mại và mát nhẹ nhàng nhé. Con này miễn cho em bẩn cái, cho em bẩn lên em ngục không chịu nổi, bụi quá. Rồi một con cuối cùng, con này chất vải bằng nỉ này, đây là bằng nỉ nha anh em. Đấy, ấm. Đấy, ở đây là nỉ pha rần ri ha, cái form của thằng bánh tỉa, nhưng mà nó là thời trang thôi. China, Made in China, X-Lat anh em, 90kg trở lên. Dài áo thì 76. Một form này đẹp quá. Trên này có cái mũ này, có cái mũ này, không xài nữa, chui vào. Em không xài cho chui vào. Rồi rồi, không xài nữa cho chui vào nha em. Không xài nữa cho nó chui vào cổ. Xong, ở sau cái cổ có cái dòng chữ này, ở trong cổ có dòng chữ này của China nhé. Con này bẩn ẩm hơi xe xe thôi, nói chung là nó bằng chất nỉ, nhưng mà một lớp, nhưng mà đẹp, rất là trẻ trung nha anh em. Anh em nhìn thấy trẻ trung không? Đẹp. 90kg, 8-90kg vẫn được, vì cái form này nó rủ xuống thì anh em 80kg nó cũng vừa, mà 90kg nó kình ra hết cỡ cũng vừa. Áo này đẹp à. Lá cây rừng mà cái form này anh em mà mua là bẩn áo quần lên là rất là đẹp luôn. Bữa hôm giờ lá cây rừng em ưng mẫu này này. Rồi, ai vừa con này chốt cho em 500.000 mã 42. Đẹp nha anh em. Rất là trẻ luôn, cái form này nó phối hợp làm cho con áo có một cái gì nó tin tin. Nó tin tin một chút. Rồi em cảm ơn tất cả anh chị em. Em cảm ơn tất cả anh chị em nhé. Chúc anh chị em ngủ ngon. Và chào hẹn gặp lại ngày 16. Cứ một ngày đến một lượt. Anh em tin em nói nhiều, có khi nào miệng em nó mòn không ta?